Xin chào các bạn! Không biết là các bạn đã từng nghe tới câu nói này chưa? Cuộc sống của bạn chỉ thực sự có ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin tưởng vào những lời hứa, trân trọng những hẹn ước và biết can đảm để bước ra từ những nỗi sợ hãi, biết vượt lên, học hỏi sau những sai lầm. Và chào mừng bạn đã đến với hành trình để chúng ta cùng với nhau luyện đề, làm những đề có cấu trúc giống với cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên, rất vui khi được đồng hành cùng với các em ở trong 120 phút tới. Thế nào, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng giấy, bút và đề kiểm tra chưa? Các bạn thân mến, thời gian chúng mình có cho một lần làm đề thi sẽ là 120 phút. Và chị sẽ giúp cho các bạn phân chia khoảng thời gian hợp lý ở trong phần video clip này. Sau mỗi phần, chị sẽ có lời nhắc nhở các bạn rằng: các em ơi, đã hết thời gian làm phần đó rồi đấy, các bạn hãy dừng lại nhé để chuyển sang câu tiếp theo thôi. Với hành trình đi cùng với chị trong 120 phút này, các bạn có thể luyện tập để cân bằng thời gian khi chúng ta xử lý từng đề thi đấy. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng mình sẽ cùng bắt đầu làm đề ngày hôm nay mà các bạn đã chuẩn bị nhé. Nhìn vào cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì chị sẽ phân chia quỹ thời gian làm đề cho các bạn như sau. 20 phút đầu tiên dành để làm đọc hiểu, 25 phút tiếp theo dành để làm nghị luận xã hội, 70 phút tiếp theo dành để làm nghị luận văn học và 5 phút cuối cùng để kiểm tra lại bài làm của các bạn. Các bạn ơi, các em đã sẵn sàng chưa? Bây giờ sẽ là khoảng thời gian làm bài cho các bạn, 120 phút, bắt đầu. Em có 20 phút để làm phần đọc hiểu. Nhớ đọc kỹ ngữ liệu, đọc kỹ câu hỏi của đề nhé. Còn bây giờ thì 20 phút cho phần đọc hiểu, bắt đầu.
Reng reng, 20 phút đã hết rồi. Bây giờ chúng mình sẽ nhanh chóng chuyển qua phần nghị luận xã hội. Các bạn sẽ có 25 phút cho phần nghị luận xã hội. Đọc kỹ và xác định đúng vấn đề nghị luận nhé. 25 phút, bắt đầu.
Thời gian làm nghị luận xã hội đã kết thúc. Các bạn đã rất cố gắng rồi, mình chỉ còn một chút nữa thôi. Cùng nhau chuyển đến phần cuối cùng nhé. 70 phút cho phần nghị luận văn học bắt đầu. Các em cố gắng lên nhé.
Thank you.
Thank you.
bạn đã hoàn thành câu nghị luận văn học của mình chưa? Nhanh chóng dùng 5 phút cuối để kiểm tra lại bài viết của mình nhé. Thank you.
Chúc mừng các bạn đã hoàn thành 120 phút luyện đề. Các em đã hoàn thiện bài viết của mình chưa? Chị tin rằng trong khoảng thời gian vừa rồi, cũng có nhiều bạn thì vẫn chưa đảm bảo được cái dung lượng thời gian phù hợp cho từng phần đâu. Nhưng cũng có nhiều bạn thì đã đảm bảo được rồi. Chị chúc mừng các em và chị mong rằng những bạn chưa đảm bảo được thời gian của mình thì các em sẽ cố gắng hơn ở trong những phần luyện đề tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy nhanh mở đáp án của đề ra và kiểm tra xem mình đã làm đúng và sát với đáp án của đề chưa nhé. Các bạn thân mến, chúng ta luôn luôn sẽ phải đối diện với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Đề bài ngày hôm nay chúng mình làm cùng với nhau có lẽ cũng chính là một thứ. Các bạn thân mến, chúng ta luôn luôn phải đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Đề luyện ngày hôm nay có lẽ cũng chính là một trong những thử thách mà chúng mình đã cùng với nhau vượt qua. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Mỗi khi mệt mỏi bước trên con đường mà mình đã chọn, hãy tự nhủ với chính bản thân mình: tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mỗi bước có thể khó khăn hơn, nhưng cũng đừng dừng lại. Viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh. Và các em biết không, sự kiên trì chính là mỗi ngày chúng ta đều tự nhủ với bản thân rằng: hãy cố gắng thêm một chút, hãy cố gắng thêm một chút. Chị biết ngày hôm nay các em đã làm rất tốt rồi, thế nên chị mong rằng các bạn sẽ chăm chỉ luyện tập hơn nhé. Mỗi lần luyện đề, hãy mở phần video clip này của chị ra. Chúng ta sẽ có một người đồng hành. Và nếu như có bất cứ khó khăn gì về việc học văn, các em có thể nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để được giải đáp nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần làm đề tiếp theo của chúng mình nha. Bye bye! Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ!